Chị ơi, chiều nay chị có lịch trình để bàn về kế hoạch kinh doanh của tháng tới ạ. Thôi được rồi, vậy còn ngày mai thì sao? Dạ, ngày mai thì... Hủy hết lịch cho tôi. Sao lại thế ạ? Nhưng mà ngày mai... Tôi bảo cô hủy hết lịch cho tôi cơ mà cô không nghe à? Dạ vâng, để em hủy ạ. Tháng này cô bị trừ lương. Anh... Em lại học được mấy cái trò câu dẫn này ở đâu thế ạ? Em thì cần gì phải học. Mà anh có nhớ ngày mai là ngày gì không? Ngày... ngày đi ký hợp đồng với đối tác. Không phải. Cái ngày gì nhỉ? Sinh nhật của em thì qua rồi mà. Là ngày kỷ niệm 4 năm mình yêu nhau đấy. Sao chả năm nào anh nhớ hết vậy? À, thì tại vì mình vẫn còn kỷ niệm 5 năm, 6 năm, chục năm nữa cơ mà. Với cả ngày mai anh phải đi ký hợp đồng với cả một đối tác rất là quan trọng. Thế nên là anh bù cho em sau nhé. Nhưng mà em chuẩn bị hết rồi. Vấn đề ở chỗ là anh cũng phải khó khăn lắm anh mới có thể mời người ta đi để ký hợp đồng. Anh cũng không muốn mọi người cứ nói là anh dựa dẫm vào em mãi. Thôi được rồi, thế để đi sau vậy. Thế nhá, yêu anh. Chị say à? Họ ra. Thì nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về nhá. Sao anh lại làm như thế với tôi? Sao anh lại bỏ tôi? Tôi còn mua cả nhẫn để cầu hôn anh rồi. Thế mà anh lại bỏ tôi, đồ con. Ôi, ôi, chị ơi. Chị ơi, chị. Thì nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về. Chị ơi, chị gì ơi. Ơ kìa. Đây ở đâu ấy? Mọi chuyện là như thế đây. Sáng tao thức dậy chả thấy ai ở trong phòng nữa cả. Không sao đâu, coi như mày đổi món một ngày đi. Mày điên à? Sếp ơi, người phỏng vấn thay thế vị trí cho anh Huy đã đến rồi ạ. Cho vào đi. Vào đi. Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi đấy à? Hay là cậu tính tống tiền tôi? Chị bình tĩnh đi ạ. Không phải là như chị nghĩ đâu.
Hôm qua là chị say quá, xong rồi là chị cứ ôm lấy tôi ấy. Tôi có hỏi chị là địa chỉ nhà chị ở đâu để tôi đưa chị về nhưng chị không cho. Cho nên là tôi đành phải đưa chị vào khách sạn. Có thật như vậy không? Thế còn đống khăn giấy trên giường thì sao? Chị xì mũi xong rồi chị vứt hết giấy linh tinh ra cả sàn cả trên giường. Xong rồi chị còn hát hò ầm ĩ rồi còn nhảy múa các kiểu. Vậy còn quần áo trên người của tôi thì sao? Chị khóc chán chê, sau đấy chị lại kêu nóng. Chị tự cởi hết quần áo của chị ra. May mà tôi ngăn lại kịp đấy. Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi. Mày ơi, chết tao rồi. Cậu đã ăn tối chưa? Chị ạ, em đang làm nốt cái báo cáo này xong em mới nghỉ rồi. Đi ăn tối với tôi đi, tôi mời. Thế nào? Hôm nay ăn thấy ngon không? Quán ruột của tôi đấy. Ngon mà. Nhưng mà chị từng đến quán đấy với ai rồi? Lúc nãy em thấy là hình như bác ấy nhầm em với ai đấy. Tôi ăn với người yêu cũ. Chúng tôi quen nhau ở quán đó đấy. Chị nói trước đi ạ. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Sao tự nhiên lại cảm ơn? Thì cảm ơn cậu vì tất cả. Mà lúc nãy cậu định nói gì? Không có gì đâu ạ. Có gì em sẽ nói sau. Chị Linh, em biết là chị chưa ăn gì cho nên là mua đến cho chị ăn đấy. Thôi em ra ngoài đây. Chị nhớ ăn đi nhá. Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chị đừng buồn vì những cái tổn thương trong quá khứ nữa. Nhớ ăn đi nhá.
làm việc đi, sếp đến đấy. Hôm nay tâm trạng sếp không tốt đâu, cẩn thận không bị trừ lương đấy nhá. Cậu giỏi thật đấy. Cậu còn dám thả thính tôi nữa à? Cậu nói đi, cậu thả thính tôi là có ý gì? Em có thả thính chị đâu. Em ý của cậu là cậu không hề thả thính tôi, là do tôi tự suy diễn, tự ảo tưởng. Thôi được rồi, bình tĩnh, nghe em nói này. Em không thả thính chị, mà em theo đuổi chị. Cậu đừng có lừa tôi nữa, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy cái gì? Bằng chứng đây, còn chối cãi gì nữa? Cậu cười gì? Thế họ là chị ghen với cái này à? Đây là chị gái với là bà nội của em. Chị muốn ra mắt họ luôn không? Hả? Hay là nhân cơ hội này ra mắt luôn nhá? Tôi... ra mắt họ để làm gì chứ? Để cho họ thấy chị là của em. Em thích chị. À không, à là em yêu chị đúng. Em đã từng nhìn thấy chị ở trên bìa tạp chí của Doanh Nhân Trẻ. Lúc đấy em rất là ngưỡng mộ chị, cho nên là đã xin ở đây để làm việc. Và sau khi tiếp xúc với chị thì em mới biết là chị không như vẻ bề ngoài. Chị cũng yếu đuối và cần một chỗ dựa, cho nên là em muốn được làm một chỗ dựa này. Chị đồng ý để em làm chỗ dựa cho chị nhé.